Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thông tin đáng chú ý. Sau đại án kit test COVID-19 Việt Á, Bộ trưởng muốn mua viên kháng sinh cũng khó vì không nơi nào dám mua thuốc và trang thiết bị y tế. Động đến mua bán là có sai phạm, nỗi khổ lại quay về với bệnh nhân. Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh nhận định của đại biểu Quốc hội cho rằng vợ chồng kiểm tra tin nhắn của nhau vẫn có thể là bạo lực gia đình. 4 vạn người đi xem SEA Games không đeo khẩu trang chứng tỏ dịch COVID-19 đã thoái trào. Đề xuất phạt tù lái xe vi phạm nồng độ cồn mức cao. Thế giới vui mừng với nhận định từ WHO, đậu mùa khỉ không trở thành đại dịch như COVID-19. Và sau đây là thông tin đầu tiên. 4 vạn người đi xem SEA Games không đeo khẩu trang chứng tỏ dịch COVID-19 đã thoái trào. Thưa quý vị, đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu, đoàn Bình Định, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ hình ảnh trận chung kết bóng đá SEA Games 31 vừa qua với 4 vạn người đi xem không ai đeo khẩu trang. Điều này cho thấy COVID-19 đã sang giai đoạn thoái trào. Tỷ lệ không qua khỏi do COVID-19 nhiều ngày nay không có. COVID-19 đã sang giai đoạn thoái trào, tuy nhiên hiện chúng ta vẫn không tuyên bố chính thức kết thúc bệnh truyền nhiễm nhóm A. Ông Hiếu nói và cho biết đã tới lúc phải trở lại bình thường cũ để hướng tới hai mục tiêu. Thứ nhất là phục vụ cho lộ trình mở cửa phục hồi kinh tế hậu COVID-19. Thứ hai là tránh quá tải cho hệ thống y tế. Các bệnh viện đủ sức điều trị các bệnh lý thông thường và bệnh lý COVID-19. Theo đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, dịch bệnh ảnh hưởng lớn tới rất nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế xã hội, nhưng ngành ảnh hưởng lớn nhất, hậu quả nặng nề nhất là ngành y tế. Hệ thống y tế đã trải qua những giờ phút không thể nào quên, những thành công được xã hội ghi nhận. Bây giờ là lúc quay về tình hình như trước đây để ngành y tế dần hồi phục. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Đề xuất phạt tù lái xe vi phạm nồng độ cồn mức cao. Thưa quý vị, tiến sĩ Lê Thu Huyền, Đại học Giao thông Vận tải đề xuất lái xe có nồng độ cồn trong máu hơn 240mg trên 100ml khí thở thì có thể áp dụng phạt tù. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh số vụ tai nạn liên quan đến rượu bia ở Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn, trung bình khoảng 36% tổng số vụ, trong khi tỷ lệ trên thế giới là 11-25%. Hầu hết quốc gia coi vi phạm uống rượu bia khi lái xe là tội phạm, nếu nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự, kể cả khi chưa gây hậu quả. Tài xế còn bị lưu trữ hồ sơ vi phạm và xử lý lũy tiến khi tái phạm. Theo đó, bà Huyền đề nghị sửa đổi các quy định hiện nay với lái xe vi phạm nồng độ cồn như là trừ điểm bằng lái, phạt lũy tiến, buộc thi lại giấy phép lái xe, buộc lắp thiết bị kiểm soát nồng độ cồn trên xe, tạm giữ xe, đặc biệt vi phạm nghiêm trọng có thể phạt tù. Từ góc độ cơ quan quản lý xử lý vi phạm, Thượng tá Đào Hồng Thủy, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông chia sẻ, các hành vi nguy hiểm như lái xe vi phạm nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ cần tăng mức phạt, thậm chí phạt tù để tạo răn đe, thay đổi ý thức của người tham gia giao thông. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh nhận định của đại biểu Quốc hội cho rằng vợ chồng kiểm tra tin nhắn của nhau vẫn có thể là bạo lực gia đình. Thưa quý vị, thảo luận tại tổ ở Quốc hội chiều ngày 31 tháng 5, đại biểu Lê Minh Nam đề nghị ban soạn thảo bổ sung các hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần thành viên trong gia đình, như là vợ chồng kiểm tra tin nhắn của nhau, so sánh con với bạn khác. Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Phan Thị Mỹ Dung viện dẫn hàng loạt hành vi bạo lực tinh thần rất khó nhận biết, gây khủng hoảng tâm lý tinh thần. Ví dụ như là chồng đi làm về nhưng im lặng không nói gì, hoặc suốt ngày khen hàng xóm xinh đẹp, chu đáo, giận dỗi vô cớ. Những hành vi này diễn ra phổ biến, trong khi văn hóa người Việt Nam không muốn vạch áo cho người xem lưng. Vì vậy, luật cần có các giải pháp chia sẻ, tư vấn, giải tỏa tâm lý hiệu quả cho người bị bạo lực. Trước đó, hồi giữa tháng 4, tại phiên họp thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị ép lựa chọn giới tính con cái cũng là xâm phạm đến sức khỏe, tinh thần, cần được quy định là hành vi bạo lực gia đình. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thông tin đáng chú ý. Sau đại án kit test COVID-19 Việt Á, Bộ trưởng muốn mua viên kháng sinh cũng khó vì không nơi nào dám mua thuốc và trang thiết bị y tế. Động đến mua bán là có sai phạm, nỗi khổ lại quay về với bệnh nhân. Có vị bộ trưởng than phiền với tôi là đi mua thuốc kháng sinh gì nát cũng không mua được. Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu nói và cho biết việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị, thuốc men đang là nỗi lo lớn nhất vì bây giờ không đơn vị nào dám động đến mua sắm trang thiết bị, thuốc men cả. Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội bày tỏ, vấn đề đặt ra là sau cơn bão lớn Việt Á, sự phục hồi và phát triển của ngành y tế sẽ diễn ra như thế nào? Không thể để những vi phạm xảy ra mà để cả hệ thống tê liệt.
Theo ông Hiếu, để tìm được câu trả lời trên không hề dễ vì những vướng mắc đã kéo dài nhiều nhiệm kỳ, ai cũng nhận ra nhưng ngày càng nhiều hơn, phức tạp hơn. Ông Hiếu chia sẻ, những khó khăn trước đây như là thu nhập nhân viên y tế, mua sắm trang thiết bị, vật tư thuốc men hiện nay không được cải thiện mà còn tệ hơn bao giờ hết. Việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị thuốc men là nỗi lo lớn nhất của đại đa số các bệnh viện công và tư. Theo thống kê ở các bệnh viện công, không đủ phương tiện mới, hiện đại khiến bác sĩ giỏi tới đâu cũng phải bó tay, nản lòng. Theo ông Hiếu, những con sâu đã bị gọt bỏ khỏi hệ thống y tế, nhưng những người mới nhận nhiệm vụ lại vô cùng bối rối, loay hoay, chưa tìm được đường đi cho đúng. Vì đi đâu cũng vướng, làm gì cũng có thể sai khi hệ thống pháp luật hiện nay chưa hoàn chỉnh. Đại biểu Trịnh Xuân An, Đoàn Đồng Nai nhấn mạnh, phải có cơ chế chính sách để các cơ sở y tế chủ động, tự tin trong việc mua sắm trang thiết bị, thuốc men, tránh tâm lý sợ thanh tra, kiểm tra không dám làm, không dám mua và thái độ cứ nhìn vào y tế là thấy tiêu cực. Dù hệ thống y tế đang bị rúng động bởi quả bom Việt Á, nhưng việc chống dịch, chữa bệnh, cứu người vì sức khỏe nhân dân vẫn phải là ưu tiên hàng đầu. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Thế giới vui mừng với nhận định từ WHO, đậu mùa khỉ không trở thành đại dịch như COVID-19. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, đợt bùng phát đậu mùa khỉ bên ngoài châu Phi sẽ không trở thành đại dịch. Tuyên bố được bà Rosamund Lewis, trưởng nhóm kỹ thuật về bệnh đậu mùa khỉ của WHO, đưa ra ngày 31 tháng 5. Hiện tại, tổ chức này không lo ngại về một đại dịch toàn cầu. Theo các chuyên gia, đậu mùa khỉ có khả năng lây lan ít hơn nhiều so với COVID-19. Đậu mùa khỉ lây truyền khi tiếp xúc rất gần, phần lớn là chạm da hoặc là sờ chạm lâu vào quần áo, chăn gối, ga của người bệnh. Trong khi đó, nCoV và các biến chủng rất dễ lây lan, đặc biệt trong phòng kín, qua tiếp xúc, nói chuyện. Ngoài ra, bệnh này tương tự như là bệnh đậu mùa, có nghĩa là có thể phòng chống được bằng các biện pháp phòng chống đậu mùa. Đậu mùa khỉ có hai chủng chính, chủng Congo biểu hiện nặng, tỷ lệ không qua khỏi là 10%. Chủng Tây Phi ít nghiêm trọng hơn, tỷ lệ tử vong là từ 1 đến 3%. Trong đợt bùng phát hiện nay, virus lưu hành chủ yếu là chủng Tây Phi. Hiện giới chức các nước ngoài châu Phi chưa ghi nhận ca tử vong. Hầu hết ca nhiễm xảy ra ở châu Âu không phải là nước Trung và Tây Phi, là nơi virus lưu hành thường xuyên. WHO đang xem xét có nên coi đợt bùng phát là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng tiềm năng, được quốc tế quan tâm hay không. Tổ chức đã ghi nhận hơn 300 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ trong tháng 5, tại ít nhất 12 nước bao gồm Anh, Mỹ, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Italia. Bệnh nhân không có tiền sử du lịch. Vì vậy, các nhà khoa học đang xem xét nguyên nhân dẫn đến đợt bùng phát bất thường này. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!